một nhau. Một ngày quay phim của đạo diễn Nguyễn Nam luôn mang đến những trải nghiệm đầy thú vị và khác biệt. Hôm nay cùng mình khám phá xem một ngày quay phim doanh nghiệp tại công ty Quang Minh có thú vị không nhé. Công ty cổ phần giải pháp kết cấu xây dựng Quang Minh với bề dày kinh nghiệm và cung cấp các thiết bị chuyên ngành xây dựng nằm trong top đầu tại Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 3 công ty Quang Minh tin tưởng và hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Nam. Đạo diễn Nguyễn Nam cùng ekip bắt đầu di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An từ rất sớm. Anh luôn có mặt trước giờ quay để kiểm tra và chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng, vì anh tin rằng việc chuẩn bị tốt là chìa khóa để có một ngày quay suôn sẻ và hiệu quả. Trong dự án lần này, đạo diễn Nguyễn Nam đã khéo léo kết hợp quay tại nhà xưởng và văn phòng để tạo nên bức tranh toàn diện về hoạt động công ty. Tại nhà xưởng, vì đặc thù mô hình khá rộng nên anh đã bố trí máy quay tiện lợi nhất cũng như các cảnh quay chi tiết về quy trình sản xuất, công nhân làm việc và sản phẩm hoàn thiện được sắp xếp một cách logic và sống động. Không những thế, anh còn sử dụng flycam để quay những cảnh quay tổng thể từ trên cao bên trong và bên ngoài nhà xưởng để thể hiện được quy mô và sự hiện đại các thiết bị máy móc, giúp khán giả dễ dàng nắm bắt được quy trình và chất lượng sản phẩm của công ty Quang Minh. Kết thúc buổi sáng, đạo diễn Nguyễn Nam và ekip đã di chuyển qua văn phòng công ty. Tại đây, anh chú trọng đến việc quay các cuộc họp, trao đổi công việc giữa các ban lãnh đạo và đối tác khách hàng. Những cảnh quay này không chỉ giúp thể hiện sự chuyên nghiệp và môi trường làm việc năng động của Quang Minh mà còn tạo thêm sự tin tưởng và thiện cảm từ phía khách hàng thông qua những thước phim của anh. Sau khi kết thúc một ngày quay phim, đạo diễn Nguyễn Nam cùng ekip di chuyển về lại thành phố Hồ Chí Minh để bắt tay vào những khâu cuối cùng của sản phẩm. Anh luôn biết cách tạo động lực và khích lệ để mỗi ngày làm việc không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê và tinh thần sáng tạo không ngừng.